Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hoàn tất ngày đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam của ông. Ngày hôm nay tại Hà Nội thì ông Barack Obama đã gặp đầy đủ cả bốn lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và có hai sự kiện chính trong ngày. Đầu tiên đó là việc ông và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chứng kiến lễ ký hợp đồng trị giá được cho là đến 11 tỷ đô la giữa Vietjet Air, một hãng hàng không tư nhân của Việt Nam, với Boeing sẽ mua khoảng 200 máy bay từ đây đến năm 2023. Và sự kiện quan trọng nhất thứ hai đó là việc Tổng thống Barack Obama tại Hà Nội đã loan báo chính thức Hoa Kỳ sẽ xóa bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam đã tồn tại từ hàng chục năm qua. Ngày hôm nay thì Lê Quỳnh và Hồng Nga sẽ cùng bình luận về các sự kiện quan trọng này. Và cũng xin trình bày là bên cạnh đây là sẽ có những comment của các bạn gửi qua điện thoại của trên trang BBC Vietnamese trên Facebook của chúng tôi. Và tôi sẽ xem những comment và có thể lựa chọn một số câu hỏi của các bạn để cho chị Hồng Nga trả lời. Thì rất mong các bạn sẽ gửi thật nhiều câu hỏi về cho BBC. Vâng, thưa chị Hồng Nga, thì đầu tiên là có thể hỏi chị là bản thân chị có ngạc nhiên không khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm nay đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ xóa bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam? Thực ra thì tôi cũng không có ngạc nhiên lắm, thế nhưng mà tôi biết là anh Lê Quỳnh rất là ngạc nhiên vì buổi sáng thấy nói là không thể tin được là tại sao lại gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận. Thế nhưng mà thực ra thì cần phải giải thích như thế này là cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương đó thì nó đã được gỡ bỏ một phần hồi năm ngoái, và năm nay thì ông ấy có nói rằng là nó vẫn phải đi kèm các điều kiện, ví dụ như là về nhân quyền, rồi tất cả những cái contract, những cái hợp đồng mà mua bán vũ khí đều phải được thông qua từng cái hợp đồng một. Bởi vậy cho nên nó không phải như mọi người nghĩ là ông ấy đã ký rồi, ông ấy đã thông qua rồi là bây giờ muốn mua gì thì mua, muốn bán gì thì mua, muốn bán gì thì bán. Nó vẫn có những cái điều kiện đi kèm, và bởi vậy về mặt danh chính ngôn thuận thì là đúng là Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Thế nhưng về thực tế thì chúng ta còn phải rất lâu mới có thể thấy cái sự hiện diện của vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ ở đất nước Việt Nam. Nhưng đối với Việt Nam thì dường như là đây là một tin vui rất lớn cho chính giới cũng như người dân ạ. Tất nhiên rồi, bởi vì là các bạn thử tưởng tượng xem sau 40 năm chiến tranh Việt Nam, hai nước bây giờ mới có những cái cử chỉ mà thực sự chứng tỏ rằng là có một cái gì đó tin tưởng lẫn nhau. Bởi vì là như là quan chức Việt Nam hồi xưa họ cứ hay giải thích ấy, là tin tưởng gì nhau mà lại vẫn còn cấm vận vũ khí đối với nhau. Bởi vậy cho nên đó là một cái cử chỉ mang tính biểu tượng rất là lớn. Và tôi thấy rõ ràng là thí dụ như là hôm nay thì ông Trần Đại Quang đã phát biểu trong cái buổi họp báo là tới nay thì là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã hoàn toàn bình thường hóa. Và ở Việt Nam thì họ lấy cái cử chỉ, cái thông báo đó của ông Obama như là một cái biểu tượng cuối cùng, là những cái rào cản cuối cùng đang được gỡ bỏ giữa hai nước. Nhìn về cái phản ứng quốc tế thì tôi thấy rằng là Trung Quốc là có lẽ là nước đầu tiên cũng đã nhanh chóng có phản ứng, nói rằng cái lệnh cấm bán vũ khí lâu nay là một cái di sản của chiến tranh lạnh và nên xóa bỏ từ lâu. Thế thì phải chăng là Trung Quốc họ cũng không có một cái phản ứng gì quá là gay gắt? Vâng, cái phản ứng của phía Trung Quốc ấy thì rất là thú vị. Nếu như là các bạn đọc tiếng Anh, còn tiếng Hoa thì Hồng Nga không biết, bởi vì là không chưa vào các mạng tiếng Hoa. Thế nhưng mà về tiếng Anh ấy thì là hôm nay người phát ngôn Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, thì bà có nói tại cái cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng là đáng ra là không được có cái lệnh cấm vận đó, và bây giờ nó được xóa bỏ thì là một cái điều rất là mừng. Và bà cũng nói thêm rằng là hy vọng là cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đóng góp cho ổn định và hòa bình trong khu vực. Những cái câu thì nghe thì rất là khéo léo ngoại giao, nhưng mà người ta cũng cho thấy một cái là có lẽ là Bắc Kinh họ không đặt cái chuyện đó quan trọng lắm chăng. Có thể là họ có những cái suy toán gì đó ở đằng sau cái thông báo đó. Họ nghĩ rằng đó nó không mang lại một cái đe dọa nhất thời nào cho cái bố cục về địa chính trị ở trong khu vực chăng. Cái đấy thì là mình chỉ đồn đoán thôi, nhưng mà rõ ràng là phản ứng của Trung Quốc rất là mềm dẻo, rất là mềm mỏng, và họ tỏ ra là họ không có một cái sự sợ hãi hay quan ngại gì. Trên trang Facebook của BBC Vietnamese thì đã có người hỏi ngay rằng là liệu đã có thể nói đến một cái liên minh quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa? Cho tới nay thì Hồng Nga cũng cần nhắc lại với các bạn rằng là giới chức Việt Nam, nhất là các quan chức về quốc phòng, thì họ luôn luôn khẳng định rằng là Việt Nam không có liên minh quân sự với bất cứ nước nào, không liên minh với một nước để chống một nước thứ ba, và có hàm ý là thí dụ như là Trung Quốc chẳng hạn. Bởi vậy cho nên là cái viễn cảnh là Việt Nam liên minh quân sự với Hoa Kỳ thì chắc chắn là trong thời gian gần sắp tới thì không có đâu. Thế nhưng mà
những cái thông báo về mặt chính thức như vậy thì nó là một đằng, sẽ còn một nẻo thì chúng ta cũng có thể thấy là cái sự xích lại gần nhau thì nó là một cái xu hướng không thể đảo ngược được. Hoa Kỳ đã cấp tàu tuần tra cho Việt Nam này, rồi huấn luyện quân nhân cho Việt Nam, thì không có lẽ gì với cái lệnh cấm này được gỡ bỏ mà chúng ta không thấy một cái sự hợp tác nào chặt chẽ hơn. Liên minh hay không liên minh về mặt ngôn từ thì nó gần như là không phải một cái chuyện quan trọng, mà thực chất là cái sự hợp tác đấy nó sẽ như thế nào. Cảm ơn chị. Quý vị và các bạn đang theo dõi trao đổi giữa Lê Quỳnh và Hồng Nga sau sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam trong chuyến thăm tại Hà Nội. Thì thưa chị, là tất cả chúng ta đều biết rằng là lâu nay là quân đội nhân dân Việt Nam là họ mua vũ khí chủ yếu là từ Nga. Thế thì sau cái sự kiện này, liệu rằng là phải chăng là Nga cũng nên lo ngại vì là sẽ bớt việc mua vũ khí từ Việt Nam? Vâng, rất là tình cờ thì ngày hôm nay cũng có đồng nghiệp ở bên Ban tiếng Nga tới hỏi tôi là bạn nghĩ thế nào về cái việc là Hoa Kỳ bây giờ có thể mua bán vũ khí với Việt Nam, và liệu cái dòng chảy, vì thực sự là muốn mua cái gì thì cũng cần tiền, thế mà cái thực lực của Việt Nam thì nó không có nhiều, bởi vậy cho nên họ cũng nghĩ rằng là nếu mà mua của Hoa Kỳ hay các nước khác thì rõ ràng là cái tiền để dành mua vũ khí của Nga thì nó có bớt đi chăng. Thì đó là cái quan ngại thực sự mà người ở Nga họ hỏi như vậy. Thì Nga cũng nghĩ rằng là trong tương lai thì rõ ràng là cái sự phụ thuộc của Việt Nam vào vũ khí Nga sẽ dần dần mất đi, và đó là cái điều mà chắc là ở Việt Nam họ cũng muốn như vậy, vì họ muốn là đa phương hóa cái hợp tác quân sự của họ, cũng như là mua được nhiều vũ khí hiện đại từ nhiều nguồn, làm sao để không bị phụ thuộc vào một bất cứ một cái nước nào cả. Bởi vì rõ ràng là kinh nghiệm trong quá khứ của Việt Nam đã cho thấy rằng là dựa vào một nước nào đó thì đều là tai họa. Một nước dù là lớn đến đâu và tự cho mình là đồng minh, rồi là bạn bè, rồi là anh em đến đâu, rồi sau đó cũng có những cái chuyện không mong muốn xảy ra. Và bởi vậy cho nên là Việt Nam đã ký với cả Nga những cái hợp đồng khổng lồ để mua tàu ngầm chẳng hạn, hay là mua chiến đấu cơ. Thì những cái đó đã được ký rồi và đã giao hàng dần dần, thì chắc là sẽ hoàn tất thôi. Và Việt Nam trong trường mực nào đó vẫn còn phải tiếp tục dựa vào Nga, bởi vì thí dụ như tàu ngầm của Nga thì cái thủy thủ đoàn là cũng phải huấn luyện theo kiểu của Nga, và cái trung tâm điều hành cũng theo kiểu của Nga. Bởi vậy là cái sự phụ thuộc thì nó không hoàn toàn bị mất hẳn, thế nhưng mà dần dần thì chắc là Việt Nam cũng sẽ dần tách ra khỏi quỹ đạo của Nga. Và đó là cái điều mà Nga nghĩ là cũng là hiểu được, và có thể là nhiều người trông đợi chăng. Vâng, và xin cho phép tôi điểm qua một số bình luận của độc giả trên trang Facebook của BBC. Có người khen rằng là hôm nay mới nghe được một buổi live hay. Các bạn có nghĩ như vậy không? Và người khác thì lại hỏi rằng là bây giờ cụ thể thì cái vịnh Cam Ranh của Việt Nam thì liệu là Hoa Kỳ có đi vào như thế nào không? Vâng, cái câu hỏi của bạn về vịnh Cam Ranh rất là hay, bởi vì thực sự là khi mà người ta nghĩ đến Nga hay là Hoa Kỳ thì bao giờ cũng nghĩ đến vịnh Cam Ranh, là cái nơi mà Hoa Kỳ họ đã đóng trước kia trong cuộc chiến Việt Nam, và sau đó thì Nga vào tiếp quản, nhưng xong rồi vì không có tiền, rồi vì bất đồng về các cái điều khoản thì cho nên là Nga đã rút đi. Liệu bây giờ thì Nga trở lại hay là Hoa Kỳ trở lại? Thì Nga cho rằng đấy là một cái bài toán cũng khá là khó mà giới chức ở Hà Nội họ phải giải quyết, bởi vì là từ xưa nay thì sau khi Nga rút đi năm 2002 thì họ cũng có nói rằng là sẽ không cho nước nào vào đóng ở cảng Cam Ranh cả. Hiện nay thì quân cảng Cam Ranh đã bắt đầu tiếp nhận những cái tàu thuyền ở nước ngoài vào sửa chữa và phục vụ hậu cần. Nhưng mà cho tới nay thì Việt Nam vẫn tức là san đều cho các nước, chứ không có đưa một nước nào đấy, tức là không chọn một cái nước nào đấy để phục vụ một cách nhiệt tình hơn cả. Thế liệu với cái những cái sự xích lại gần Hoa Kỳ này thì tàu Mỹ có quay lại và hải quân Mỹ có đóng lại ở Cam Ranh không? Có nhiều người nói rằng là rất có thể. Về bản thân ông Nga thì nghĩ rằng là cũng rất là khó trong tương lai gần, bởi vì như đã nói đấy, thì là bây giờ Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào Nga rất là nhiều. Cái hạm đội tàu ngầm mới của Việt Nam cũng sẽ đóng ở quân cảng Cam Ranh. Bởi vậy cho nên là nếu sự hiện diện của hải quân Hoa Kỳ ở đó thì là một cái điều mà nó không, tức là thực sự là Nga không tưởng tượng được là cái quan hệ đó họ sẽ dàn xếp như thế nào. Bởi vậy cho nên là câu trả lời của Nga là có lẽ là chưa. Thế nhưng mà mọi sự thế giới xoay vần thì cũng chẳng có ai khẳng định được một cái 100% cái gì, có phải không ạ? Vâng, rất đồng ý với chị. Một người bạn nữa hỏi rằng là như vậy thì xem nào, xin lỗi các bạn, để tôi xem một chút nữa nhá. Vâng, có thể hỏi một câu hỏi, tức là như vậy thì về cái vũ khí cụ thể mà Việt Nam muốn mua đấy, thì là chị có biết là có vũ khí nào không?
cho tới nay thì là Việt Nam thì họ rất là muốn là nâng cao năng lực phòng thủ biển, bởi vì là rõ ràng là các bạn quan sát thời sự chính trị thì cũng thấy rằng là tình hình Biển Đông thì ngày càng căng thẳng. Với Trung Quốc họ có những cái hoạt động rất là hung hăng, thì Việt Nam cũng muốn nâng cấp cái hải đội của mình, rồi tăng tàu tuần tra, rồi chiến đấu cơ tuần tra vân vân và vân vân. Thì Nga nghĩ rằng là về cái phòng thủ biển sẽ là một cái lĩnh vực mà Việt Nam họ tập trung để đầu tư về mặt quốc phòng. Riêng ngoài ra thì cái năng lực bản thân của quân nhân Việt Nam ấy cũng sẽ phải được nâng cao để làm quen dần dần với các trang thiết bị tối tân chẳng hạn, hay là với các khí tài của Mỹ cung cấp cũng như là của các nước khác cung cấp, rồi đào tạo ngay cả ngoại ngữ cho các sĩ quan của Việt Nam chẳng hạn. Những cái mảng đấy là sẽ là những cái mảng đầu tiên mà Nga nghĩ là Hoa Kỳ họ sẽ tham gia và họ sẽ giúp Việt Nam được nhiều. Còn sau đó thì chắc là sẽ đến những cái công nghệ quốc phòng rất là hiện đại của Hoa Kỳ. Chứ còn để mà nói đến những chiến đấu cơ như là F-16 chẳng hạn thì chắc là còn rất là lâu. Vâng, hẳn là rất là đắt tiền. Thưa chị, là bây giờ tạm gác vấn đề quốc phòng thì nhìn cái tuyên bố chung của Hoa Kỳ và Việt Nam ngày hôm nay thì cá nhân chị còn quan tâm đến vấn đề nào? Thực ra thì cái quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì nó trải trên rất là nhiều lĩnh vực. Một trong, bởi vì là Nga là làm phóng viên cũng như là anh Lê Quỳnh hay là các anh chị ở trong ban Việt ngữ thì rất là quan tâm đến cái khía cạnh là tự do báo chí, tự do ngôn luận, rồi những cái gì mà cái không khí cởi mở ngày càng phát triển ở trên thế giới đóng góp được trong cái tiến trình dân chủ ở Việt Nam như thế nào. Cái điều đó thì nó nghe thì nó hơi giáo điều, nhưng mà thực sự nó hiển hiện ra từng giây phút một, bởi vì những cái gì mà các bạn phóng viên ở Việt Nam cũng như là chúng tôi đang làm ở đây, nếu mà cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mà nó đóng góp được vào cái công cuộc làm sao để cái công việc của chúng tôi nó thực sự đúng nghĩa là làm báo, thì cái đó là cái điều Nga rất là quan tâm. Cũng cần phải nói, không biết là chắc là các bạn cũng biết là ở Việt Nam thì đang có một cái nhóm phóng viên của BBC, chắc là anh Lê Quỳnh cũng biết cái chuyện này, mà với cái công việc của anh Lê Quỳnh, chắc anh Lê Quỳnh có thể giải thích cho các bạn đang theo dõi cái live feed này về cái chuyện nhóm BBC làm việc như thế nào nhỉ? Vâng, cũng xin chia sẻ với các bạn, đó là lẽ ra thì BBC đã có hai nhóm công tác vào Việt Nam đợt này, từ trong vùng châu Á, từ Thái Lan và Singapore, để vào tường thuật sự kiện Tổng thống Obama đến Việt Nam. Thế nhưng mà đến phút chót thì vào cuối tuần qua thì đã có một cái quyết định từ phía chính phủ Việt Nam, đó là tạm thời là không cho phép hai nhóm của BBC được tham gia tường thuật về sự kiện này. Thế thì thực sự mà nói là đây là một sự kiện rất là đáng tiếc, và hiện tại thì chúng tôi cũng đang tìm hiểu lý do thực sự đằng sau việc này là như thế nào. Chỉ có thể nói một cách chân thành đó, tức là đây là một cái sự kiện mà lẽ ra là một sự kiện truyền thông rất là lớn cho BBC nói chung, nói riêng, xin lỗi, và cho truyền thông phương Tây nói chung. Thế nhưng mà thiết nghĩ rằng là khi mà đã có một đoàn của BBC vào như vậy và sau đó thì lại không được tường thuật thì cũng là một việc rất là đáng tiếc, và có thể là ảnh hưởng không nhỏ đến cái nhìn của người nước ngoài về tình hình báo chí tại Việt Nam, và cũng hy vọng là sẽ có một cái câu trả lời thích đáng và đầy đủ từ phía các bên liên quan. Vâng, và với cái không khí ngày càng cởi mở cũng như là xích lại các nước ở trên thế giới của Việt Nam đó, thì chúng ta cũng thực sự hy vọng, cũng như là các đồng nghiệp ở đây thì đều hy vọng là cái không khí làm báo rồi những cái chuyến công tác của chúng tôi chẳng hạn về Việt Nam cũng sẽ được tạo điều kiện cởi mở thuận lợi hơn. Thì đấy, tức là một cái hy vọng rất là nhãn tiền đầu tiên mà Hồng Nga có cho cái quan hệ Việt-Mỹ thì nó là như thế. Rồi ngay cả những cái ngày gần đây thì là Ban Việt ngữ hay là BBC nói chung ấy thì cũng nhận được rất là nhiều thư của các bạn ở trong nước. Rồi một số người là hoạt động chính trị và đấu tranh ở trong nước thì họ cũng nói rằng là họ bị o ép trước cái chuyến thăm của ông Obama. Thế thì cũng hy vọng rằng là với cái sự phát triển quan hệ đôi bên như thế này, và người ta thấy rằng là bây giờ Hoa Kỳ họ đã xích lại một bước nữa gần với Việt Nam hơn, thì những cái OF giả sử là có, như là các bạn nói, về mặt dân chủ nhân quyền thì sẽ được
giải quyết một cách thỏa đáng. Thì đấy là những cái mà Hồng Nga nghĩ là Hồng Nga cũng mong muốn, và chắc là các bạn, đa số các bạn đang theo dõi cuộc nói chuyện này cũng mong muốn. Vâng. Và xem có câu hỏi nữa không ạ? Có người nói rằng là cần phải có chế độ kiểm soát các comment, những comment tục tĩu thì không được đưa lên. Vâng. Để tôi tiếp tục tìm nhé. Thì dường như là nhiều ý kiến là vẫn quan tâm đến khía cạnh Trung Quốc. Thậm chí có người nói rằng là nên đấu giá cho các nước thuê cảng Cam Ranh trừ Trung Quốc. Mọi người để xem. Nếu một bạn khác thì nói là nếu không bám vào Hoa Kỳ thì còn biết bám vào ai nữa. Trung Quốc họ bắt nạt quá mà. Không biết chị nghĩ thế nào? Cái câu hỏi đấy thì Hồng Nga không đồng ý với cả ngay từ cái tiền đề của nó rồi. Tức là tại sao lại đặt vấn đề là bám vào nước nào? Bởi vì là thực sự thì Hồng Nga nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam cũng như là các lãnh đạo của Việt Nam ấy, thì họ đang mong muốn là làm sao để không phải bám vào nước cả. Tức là có một cái đường lối không chỉ đối ngoại đâu mà còn quốc phòng nữa, một cách độc lập và có thể tự chủ được. Tất nhiên là nói cái điều đó ra thì nghe nó cũng rất là xa vời. Việt Nam một cái đất nước nhỏ bé như vậy, thực lực thì không có gì về mặt cả kinh tế lẫn quốc phòng. Tại sao lại nghĩ là không phải bám vào nước nào? Thực ra cái từ bám thì nghe nó hơi có cái tính chất là nó hơi không được gọi là như thế nào nhỉ? Nó là nó hơi phiến diện và nó cũng hơi tự ti quá, có phải không ạ? Mà mình có thể mình nói rằng là tận dụng được cái sự giúp đỡ hay là cái sự trợ giúp hay là hợp tác được với nước nào đấy thì nghe nó có vẻ phù hợp hơn, và đó là cái mà ông đang nghĩ là Hà Nội họ đang hướng tới hơn. Chứ còn để mà phụ thuộc vào một nước nào như là chúng ta đã, như là Việt Nam ấy, đã từng phụ thuộc vào Trung Quốc hay là từng phụ thuộc vào Liên Xô hồi xưa, thì rõ ràng là nó đưa đến một cái kết cục nó cũng không có gì là tốt đẹp cả, có phải không ạ? Không hiểu là bạn đặt câu hỏi đấy thì nghe thế đã thấy hài lòng chưa ạ? Chưa tìm lại được bạn ấy. Nhưng mà một bạn khác hỏi rằng là cho tôi hỏi Tổng thống Obama có nói về nhân quyền của người Việt Nam hay không? Trong cái cuộc họp báo ấy, thì ông ấy có khẳng định là cái việc gỡ bỏ cấm vận vũ khí thì nó phải đi kèm các điều kiện về nhân quyền, tức là Việt Nam phải thỏa mãn được những cái điều kiện mà ông nói là những cái điều kiện rất là ngặt nghèo về nhân quyền thì mới có thể mua bán vũ khí được với Hoa Kỳ. Tức là rõ ràng là cái sự quan tâm tới mặt nhân quyền của chính phủ Obama là có. Và ông Nga được biết là trước cái chuyến thăm này thì rất là nhiều dân biểu Hoa Kỳ cũng như là chính giới ở Hoa Kỳ và những nhóm vận động của Hoa Kỳ thì họ đều nhắc tới cái chủ đề nhân quyền trong các cuộc tiếp xúc với chính phủ, cũng như là gửi thư đến cho Tổng thống trước khi ông đi, để làm sao để đạt được với cả ông ấy là ông phải đặt cái vấn đề nhân quyền cao trên nghị trình trong các cuộc tiếp xúc với chính giới Việt Nam. Thế còn những cái cuộc tiếp xúc tay đôi giữa ông Obama và chính phủ ở Hà Nội cũng như là với chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ấy thì BBC không có mặt ở đó, cho nên là cũng không biết là ông ấy có trực tiếp đưa cái vấn đề đấy ra đối với cả thí dụ như ông Trần Đại Quang không. Thế nhưng mà trong cái thông báo chung thì có đề cập tới cái vấn đề cái nhân quyền là như vậy ạ. Vâng. Chúng tôi cũng xin chia sẻ ý kiến của một số bạn khác, như bạn đã nói rằng là thế còn môi trường của Việt Nam và tự do tôn giáo thì sao, thưa BBC? Thì chắc ý của bạn muốn nói rằng là cái quan điểm của Mỹ về hai vấn đề này là như thế nào? Quan điểm của Mỹ từ xưa đến nay thì vẫn là tôn trọng tự do tôn giáo và kêu gọi các nước cũng tôn trọng tự do tôn giáo và đặt tự do tôn giáo như là một trong những cái cái điều kiện để bình thường hóa cũng như là làm ăn với các nước, không chỉ riêng với Việt Nam mà các nước khác cũng thế. Điều đó có thể cho thấy rằng là Washington họ rất là coi trọng cái vấn đề tự do tôn giáo. Một trong những cái chi tiết mà không biết là các bạn có để ý không, tức là ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama thì Việt Nam họ cũng trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Và ông Lý thì đã vào tù ra tội trong khoảng 2 thập niên nay rồi. Bởi vậy cho nên là cái việc ông được thả tù thì nhiều người xem như là một cái sự nhượng bộ của chính phủ Việt Nam, là họ chứng minh rằng là đấy họ cũng có tôn trọng tự do tôn giáo và họ cũng có những cái cử chỉ để bày tỏ cái sự tôn trọng của mình. Thực sự thì là tôi nghĩ là Hoa Kỳ họ chân thành trong cái niềm tin vào tự do tôn giáo và tự do về nhân quyền cũng như là dân chủ. Và bởi vậy cho nên là cái cuộc viếng thăm của ông Obama này dù ít dù nhiều thì nó cũng sẽ truyền đạt lại cho chính phủ Việt Nam cái niềm tin đó vào những cái giá trị đó của nước Mỹ. Vâng.
Và hy vọng rằng là qua gần 20 phút trao đổi vừa qua thì có thể giải đáp được một số vấn đề có tạm gọi là được mọi người rất là quan tâm, đặt lên chủ đề hàng đầu trong cái chuyến thăm lần này của ông Obama. Và cũng xin được chia sẻ với quý vị rằng là trên trang chính của chúng tôi là bbcvietnamese.com thì đang có rất nhiều bài cũng như một trang cập nhật trực tiếp những tin tức và bình luận mới nhất liên quan chuyến thăm có thể nói là mang tính lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Việt Nam. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi ngày hôm nay.